Đau rồi. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Miu Seven. Mình là bác sĩ em. À các bạn có biết cái này là cái gì không ạ? À? Nè mà mấy bạn không biết cái gì thôi thua. Ok. Và hôm nay anh em tụi mình quyết định chơi lớn, làm một cái thử thách cực kỳ lớn luôn, cực kỳ dữ dằn luôn. Đó là hôm nay anh em tụi mình quyết định thử thách quỳ lên giỏ mít để coi thử ai chịu đựng được lâu hơn ha. Ok, và bây giờ không dài dòng nữa, mình sẽ chải vỏ mít ra và hai anh em tụi mình cùng quỳ. Và hiện tại bây giờ tụi mình đã chải 4 cái vỏ mít ra nha, cho 4 cái đầu gối của hai thằng. Và bây giờ ở đây là có một cái điện thoại mình để làm đồng hồ bấm giờ, có nghĩa là tụi mình sẽ không có cắt ghép hay là thêm thắt gì vô nha. Tại vì cái này là tụi mình làm thời gian nó thực tế mà. Tụi mình sẽ bắt đầu quay. Đây là lớn đúng không? Này đếm này. Một. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok, sẵn sàng nha. 1 2 3 quay. Tay bấm đồng hồ luôn. Hai. Mày kéo quần lên, đừng cho em hiểu rồi, mẹ ơi. Không được chống tay. Ok. Phải rồi. Khoảng 10 phút không? Chơi được nhiều, chơi được nhiều. Sáng mai còn được. Anh Cường đứng, quỳ thẳng lên. Thẳng lên. Thổ lên. Thổ lên. Lùi. Hai anh nhìn trong mình. Là gì thế? Đáng cay à. Đáng cay. Phải chịu đáng cay. Quay xa xa cho người ta mới thấy được. Ôi ê, muốn đứa đầu mà khúc. Ôi. Chưa được 2 phút nhá. Thần, đừng kìm, em kìm cái đau đó. Anh đang đèo xuống luôn. Bây giờ đau quá cho phép ngồi, cho phép không đưa, được nít xuống. Không được, chơi là không được đưa đi xuống. Ờ, anh Cường. Ôi 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 ôi. Chút cho tôi nhớ lên chứ. Ai, chứ cây anh Cường. Bị đau rồi. Thanh niên này có luyện là đúng lại đi chứ. Thanh niên bên đây có luyện là võ thiếu lâm không? Thua thua. Sao mà chưa. Ôi ôi đẹp lắm rồi. Ai phu. Gắn lên thanh niên. Dạ được, hay sao. Đáng có được 10 phút đâu. Phải lên lên không mình xin lắm. Ô con lên được. Đâu lên. Đau lắm, đau lắm. Trời ơi. Cơn kén cơn. Đau lắm chịu nổi không. Dạ, trời ơi. Trời ơi. Cú lỗ luôn rồi. Trời ơi. Đây ngồi tí nó chạy máu kìa. Ui ui ui. Thiếu Lâm nè, mày đây nè anh Cường. Em học 2 năm Thiếu Lâm đó mới được á. Thầy cũng đau các bạn ơi. Chị hết nổi rồi. Xuống đi anh Cường ơi. Dạ, nhẹ lắm, nhẹ lắm. Đau. Nó giỏi dữ ta. Thôi anh Cường thua Sang. Để coi Sang chưa được bao nhiêu phút nha. Trời ơi.
Các bác sĩ em chưa đường được bao nhiêu phút nha các bạn. Nói các bạn nghe hồi nhỏ mình đi học mà bỏ học là về mà mẹ bắt bỏ quýt bỏ mít về để mình có kinh nghiệm. Làm gì thanh niên này không có học võ học nghề gì hết rồi, không nghe thầy quá ra đường phải bươn chải phải chịu đắng cay mặt ngọt. Sáng không được dở lên, coi coi được bao nhiêu phút. Ơi. Rồi anh thua à? Trời ơi, lộn rồi. Em cũng sắp chịu hết nổi rồi đó. Vô không mà thiếu gì trò chơi mà nó thông minh. Cố gắng một lần nữa. Cố gắng ra. Đừng có đè. Rồi Sang cứ để coi sức chịu đựng của Sang tới bao lâu. Nó thua. Trời ơi. 5 phút rồi nha các bạn. Bây giờ nó tê hết. Nó gỗ luôn. Một anh tê, anh Cường đã chịu thua thất bại. Đâu ăn. Bây giờ chịu nó tê hết rồi, nó cười. Thôi, mình xin đồ hàng lên các bạn. Đau quá, chịu nó nổi rồi. Cạn lên, cạn lên, mới có 6 phút mà. Nè, quay ra đây nè. Trời ơi. Trời ơi. Bình thường thôi, có gì đâu. Thôi. Cái nó giòn này trắng nó lên đỏ ẩn. Ừ, nghe thế nào không. Trời ơi. Muốn lộn luôn nè. Rồi. Giữ không nổi nữa. Đây rồi, vào đây. Là tổng được bao nhiêu phút? Dừng. 5 phút 31 à, yếu thế. Là trừ 20 giây là 5 phút 20. Đúng 20. Nè, ra đây, nè, họ bắt đầu 1 phút. Ok, và đủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tụi mình. Và cái màn thử thách này nó khó cực kỳ luôn bà con ơi. Nó đau mà nó cái trò mình này coi nè. Trời ơi trời. Nó đau lắm luôn á. Thằng này nó trâu bò hơn cái thằng này. Hồi nhỏ em bỏ học với mẹ bắt em bỏ học trường biết đó. Đã cảm nghĩ của anh như xe bàn sau khi quỳ thì như thế nào? Chắc quá lũng đầu gối tối nay hết làm ăn rồi. Anh làm gì? Trả bài hả? Làm gì chuyện của người ta hỏi làm gì mà cảm giác của anh sau khi quỳ cảm giác thấy sao? Đau lắm, má đau thấu xương luôn, vừa ngồi lên một cái trời ơi nó tê hết đầu gối mà đau buốt và chịu không nổi luôn. Vậy sao anh còn bày cái trò thử thách ngu ra như vậy anh Cường? Tại vì con người mình á luôn phải tìm những cái khó mà làm thôi chứ đừng có thấy cái dễ, ai cũng tròn việc nhẹ nhàng gian khổ biết dành cho thằng này. Rồi thấy cảm nhận của thanh niên này sao cái quỳ? Thấy cảm giác đau lắm, thốn rồi đầu gối bây giờ đứng không nổi nữa là tím hết là chân chảy máu luôn nè, cảm giác của nó cực kỳ đau, nó nặng là cực kỳ khó chịu và đau. Ok, và cái màn thử thách của tụi mình cũng chắc cũng xin được kết thúc tại đây. Mình muốn nó làm dài hơn nhưng mà tới ông nội vượt quá cái sức chịu đựng của tụi tôi rồi, và video cũng xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe và chia sẻ cho kênh YouTube của tụi mình. Ok, bye bye. Bye bye.